chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ. Và ngay lúc này đây thì mua bán xe cũ sẽ gửi đến anh chị và các bạn thông tin chi tiết về một chiếc xe nhập khẩu 7 chỗ của thương hiệu Honda. Chiếc CR-V này là phiên bản L, phiên bản cao cấp nhất của CR-V. CR-V thì nó có 3 phiên bản, bản E, bản G và bản L. Xe có ngoại thất màu trắng, nội thất ghế da màu đen, đăng ký tên tư nhân. Xe rất đẹp ạ, mọi chi tiết về phần ngoại thất và nội thất của chiếc xe còn trong tình trạng hoàn hảo. Anh chị và các bạn quan tâm về chiếc xe này có thể là qua trực tiếp địa chỉ 112 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội để xem xe và lái thử và cảm nhận về chất lượng chiếc xe này. Xe là phiên bản nhập Thái, có trang bị đầy đủ full tính năng option cốp điện, rồi là cảm biến rất là đầy đủ. Khi gặp không gian hàng ghế thứ ba lại, nó sẽ tạo ra một không gian để đồ rất là rộng rãi. Các chi tiết phần đèn cũng như là các phần ốc áp keo chỉ còn nguyên bản, chưa hề có hiện tượng tác động của bên ngoài. Anh chị khi đến xem xe thì lên nhờ thợ thuyền hiểu biết về xe, người ta kiểm tra giúp để mình có thể là tìm cho mình một chiếc xe nó phù hợp nhanh nhất có thể và cũng tránh mất thời gian đi lại. Đấy, các chi tiết anh chị bạn thể thấy chiếc xe rất là đẹp nhá. Được chủ xe rất giữ gìn lên các chi tiết về phần cốp cũng như là cái phần ghế lái hay là ghế ngồi hàng ghế thứ hai. Sơn xi. Xe thì có cam kết cho anh chị và các bạn tất cả các cam kết để trên văn bản hợp đồng nên anh chị và các bạn có thể yên tâm ạ. Và bây giờ ta sẽ đi tham quan về cái phần hàng ghế thứ hai nhé. Trước khi đến phần ghế thứ hai thì xe em nói qua chút về cái mức tiêu hao nhiên liệu. Xe sử dụng động cơ máy 1.5 turbo, có mức tiêu hao 6,9 lít cho đường kết hợp. Với cái mức tiêu hao nhiên liệu cực kỳ tiết kiệm, cũng như các phần chi tiết táp ly cửa anh chị và bạn thấy, chưa hề có hiện tượng bong chóc hay gì nhé. Mọi chi tiết ở trong tình trạng là hoàn hảo nhất. Hàng ghế thứ hai thì là có trang bị cửa gió điều hòa. Với hàng ghế thứ ba thì nó sẽ ở trên trần anh chị ạ. Cửa sổ trời toàn cảnh. Rất là phù hợp cho anh chị và các bạn nào đi những chuyến đi xa, mình muốn khám phá thiên nhiên, đi đồi núi thì cực kỳ là tuyệt vời. Và bây giờ ta sẽ đi vào phần cánh lái. Mọi chi tiết của cánh lái gồm mở cửa thông minh, rồi là các chi tiết về bọc da, rồi một số chi tiết ốp giả vân gỗ, keo chỉ, đinh tán, đinh ốc, tất cả mọi chi tiết đều trong tình trạng là nguyên bản, chưa hề có hiện tượng tác động của bên ngoài. Đấy. Anh chị bạn có thể thấy mọi chi tiết của chiếc xe còn rất là hoàn hảo, từ các phím bấm còn rất rõ và mới. Các đường chỉ, anh chị bạn thấy xe thì có tính năng chống chân trượt, rồi là túi khí an toàn. Đây là các chi tiết thông số về pin của chiếc xe anh chị nhé. Sản xuất 2018, nhập khẩu nguyên chiếc. Các chi tiết tem mác còn nguyên, chưa hề có hiện tượng bóc. Từ cột A, cột B, tất cả còn nguyên bản. Vô lăng này, anh chị bạn tham quan phần vô lăng vẫn còn nguyên sần nhé. Vô lăng tích hợp phím điều chỉnh chức năng đầy đủ, màn hình giải trí, rồi là hệ thống auto hold, brake hold đấy, rồi là phanh tay điện tử, rất nhiều các tính năng. Và sau khi tham quan về phần nội thất thì em sẽ mời anh chị và bạn cùng tham quan về cái phần động cơ của chiếc xe để khẳng định thêm về cái độ đẹp của chiếc xe này như thế nào. Đây là chi tiết về phần động cơ của chiếc xe anh chị này. Đấy. Với máy của Honda thì anh chị và các bạn có thể rất dễ xem, vì các chi tiết ốc ác thì mỗi chi tiết đều khi xuất xưởng nó đều có kính dấu sơn KCS. Đấy, nên anh chị và các bạn có thể rất dễ nhìn. Và vừa rồi thì em đã tổng hợp sơ qua cho anh chị và các bạn chiếc xe Honda CR-V phiên bản N, sản xuất 2018, đăng ký tên tư nhân và hiện đang giao bán với mức giá là dưới 950 triệu. Xe là phiên bản nhập Thái, có hỗ trợ trả góp cho anh chị và bạn lên đến 70% giá trị xe. Để biết rõ thì anh chị bạn hãy liên hệ hotline trên màn hình. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm tới kênh mua bán xe cũ và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo của mua bán xe cũ.
Rất mong nhận được sự ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like bài viết cũng như là góp ý chia sẻ cho em ở phần bình luận.